Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ cơ sở y tế nào, người điều dưỡng cũng đóng vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Điều dưỡng chiếm tới hơn 50% nhân lực tại các cơ sở y tế là những người song hành hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong suốt quá trình điều trị cho bệnh nhân. Sự tận tâm phục vụ, những hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần quan trọng vào sự hồi phục toàn diện của người bệnh. Hơn 10 năm làm việc tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, điều dưỡng Trịnh Thị Phượng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Niềm vui, nỗi buồn của chị gắn liền với sự thay đổi, tiến triển của từng trẻ sơ sinh. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, lương y như tử mẫu, chị Phượng luôn tận tụy trách nhiệm với công việc, ân cần chăm sóc các trẻ sơ sinh, đưa một em bé sinh non mắc bệnh lý bên bờ vực sinh tử trở về khỏe mạnh bên vòng tay cha mẹ là hạnh phúc và động lực lớn nhất của chị và các y bác sĩ, nhân viên khoa hồi sức tích cực sơ sinh. Mình cũng rất là đồng cảm với người nhà và mình cũng cố gắng hết sức để chăm sóc và điều trị cho các bé sinh non, phục vụ những cái phương pháp tốt nhất để mang lại cái hiệu quả điều trị cao nhất cho các bé. Ngoài ra thì được chứng kiến những sự tiến triển hồi phục dần của các bé qua từng ngày thì cũng cảm thấy rất là vui. Không kể ngày hay đêm, những điều dưỡng viên tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa như người mẹ hiền thứ hai đối với những em bé mới chào đời. Tuy phải chịu thiệt thòi khi thiếu hơi ấm, sự vỗ về, ôm ấp của mẹ, nhưng các bé đã được bù đắp bằng sự nâng niu, chăm sóc của những người mẹ áo blue trắng. Những người mẹ thứ hai đã luôn đồng hành cùng các con trong cuộc chiến sinh tồn. Khi mà các bé đến với chúng tôi thì là ở trong các cái tâm trạng của gia đình là rất là lo lắng và mong đợi ở nhân viên y tế rất là nhiều. Chúng tôi cũng đáp lại cái sự mong muốn của gia đình là chăm sóc các bé thật là tốt, mang những cái kiến thức chuyên môn mà mình có để phục vụ chăm sóc em bé, để cho các em bé tiến triển để nhanh chóng về với gia đình. Và sau quá trình điều trị thì bàn giao em bé được với gia đình thì chúng tôi cảm thấy rất chi là vui mừng. Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là nơi chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nặng trước và sau phẫu thuật. Vì vậy, công việc của các điều dưỡng viên nơi đây vất vả muôn phần. 18 điều dưỡng chịu trách nhiệm chăm sóc toàn diện cho từ 50 đến 70 bệnh nhân không có khả năng tự sinh hoạt. Do đó, các điều dưỡng viên lúc nào cũng tất bật, miệt mài từ sáng tới tối với những công việc theo chỉ đạo của bác sĩ, đồng thời giúp đỡ bệnh nhân từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Bệnh nhân từ thực hiện các quy trình kỹ thuật, lau rửa, thay quần áo cho bệnh nhân, gội đầu, đánh răng, đó là những công việc hàng ngày của chúng tôi. Đối với khoa chúng tôi, điều đội ngũ điều dưỡng ở khoa có 18 điều dưỡng, phục vụ tầm từ 50 đến 70 bệnh nhân thì cũng hơi thiếu nhân lực, nhưng chúng tôi đã cố gắng bố trí sắp xếp một cách khoa học nhất để phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất. Đối với nghề y, chữa trị cho những bệnh nhân có tâm lý bình thường vốn đã khó khăn thì việc chăm sóc điều trị cho người bệnh tâm thần còn khó khăn bội phần. Tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, vất vả nhất chính là những điều dưỡng làm việc tại khoa nữ và khoa nam. Đây là nơi điều trị nội trú cho bệnh nhân tâm thần cấp tính, kích động, chống đối, có hành vi nguy hiểm. Ngoài số ít bệnh nhân tâm thần bẩm sinh, đa số bệnh nhân tại đây bị tâm thần sau khi trải qua những sang chấn nặng trong cuộc sống, cú sốc tình cảm, công việc, học hành hay bị tai nạn chấn thương, nghiện. Các bệnh nhân này phải cách ly để chăm sóc điều trị do không còn nhận thức được bản thân hay hoang tưởng, ảo giác và không làm chủ được hành vi khi phát bệnh. Đối với các bệnh nhân này, điều dưỡng phải chăm sóc toàn diện. Công tác về giao tiếp tiếp xúc với bệnh nhân là vô cùng khó khăn. Đòi hỏi là người điều dưỡng phải có những kỹ năng đặc biệt trong tiếp xúc với bệnh nhân. Thứ hai là khó khăn về vấn đề là thực hiện y lệnh thuốc cũng như là cho bệnh nhân ăn uống. Vì bệnh nhân chống đối không ăn, không uống, không tiếp nhận điều trị. Cho nên là các điều dưỡng phải
trực tiếp đút cho bệnh nhân từng thìa sữa hay là thìa cháo. Nhiều bệnh nhân không tắm, không gội, không vệ sinh cá nhân, không thay quần áo. Do vậy, điều dưỡng phải trực tiếp thực hiện vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân. Làm nghề điều dưỡng, ngoài trình độ chuyên môn thì cần phải lắng nghe, nắm bắt những tâm tư tình cảm cũng như bệnh tình của bệnh nhân. Bởi không người bệnh nào giống người bệnh nào. Mỗi người bệnh có tính cách khác nhau, tâm lý bị ảnh hưởng khi mang trong mình những căn bệnh ngoài ý muốn. Như vậy, để gần gũi và thấu hiểu tâm lý của người bệnh, biết được những điều họ muốn là điều không dễ dàng. Ngoài những công việc hàng ngày như theo dõi, thực hiện y lệnh của bác sĩ, ghi hồ sơ bệnh án, điều dưỡng phải dành thời gian thăm hỏi, an ủi gia đình bệnh nhân cũng như bệnh nhân yên tâm điều trị để sớm phục hồi sức khỏe. Họ yêu thương người bệnh như chính người thân trong gia đình của mình. Vất vả nhiều, áp lực không ít, song được nhìn thấy bệnh nhân mình chăm sóc phục hồi sức khỏe và tinh thần từng ngày chính là động lực lớn nhất giúp các điều dưỡng viên vượt qua mọi khó khăn, gắn bó với nghề. Thì vào đây, đến hôm nay là ngày thứ 14. Nói chung tôi thấy là về cái phong thái, trách nhiệm và điều trị của y bác sĩ tôi thấy là rất tốt, nhiệt tình, đúng là điều trị bằng trái tim và chăm sóc bằng thân lòng. Tôi ghi nhớ nhất là một bệnh nhân khi vào khoa với tình trạng là lơ mơ, gọi gọi không biết. Sau quá trình cấp cứu và chăm sóc thì khoảng 30 tiếng sau thì bệnh nhân trở lại bình thường, gọi hỏi biết, nhận biết, tiếp xúc tốt. Cái niềm vui nhất của đối với điều dưỡng chúng tôi là chăm sóc bệnh nhân và thấy bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và khỏe mạnh như bình thường. Hôm qua thì có tổng 12 người, thì trong đó có 7 điều dưỡng. Thì mặt bệnh ở khoa thì chủ yếu là đái tháo đường, tim mạch, huyết áp, bệnh cường giáp, ba giờ đô, biếu cổ. Đấy thì là những cái mạch bệnh đấy là mạch bệnh chính của trong viện đây. Thì chủ yếu là những mạch như vậy. Hai nữa là trong khoa thì các điều dưỡng ở trong khoa chăm sóc bệnh nhân thì rất nhiệt tình, chu đáo đối với bệnh nhân và những trường hợp bệnh nhân nặng vào chăm sóc gọi là như gần như là toàn diện. Trong thời kỳ nào, người điều dưỡng cũng đóng vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều dưỡng là người song hành, hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong suốt quá trình điều trị cho bệnh nhân. Phía sau mỗi bác sĩ giỏi là những điều dưỡng giỏi, tận tâm, tận tụy với nghề, với người bệnh. Bởi không có trường hợp nào bệnh nhân được cấp cứu điều trị thành công mà thiếu vắng sự trợ giúp chuyên môn từ những người điều dưỡng. Họ chăm sóc bệnh nhân ân cần như người thân, bên cạnh động viên, khích lệ tinh thần người bệnh trong quá trình hồi phục. Bản thân em thì luôn tâm niệm là sống và hành nghề thì phải đặt sự tâm lên hàng đầu, có nghĩa là sẽ tận tâm với bệnh nhân và tận tụy trong công việc, thì sẽ luôn cố gắng để phấn đấu học tập để trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để một cách tốt nhất để có thể là nâng cao cái sức khỏe cho người bệnh, giúp người bệnh giảm bớt những cái đau đớn về thể chất và tinh thần, giúp người bệnh là nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bệnh viện đây khoảng có 75 điều dưỡng thì chiếm 2/3 số lượng nhân lực làm việc tại viện. Vai trò của điều dưỡng sẽ chiếm 50% cái kết quả điều trị của người bệnh. Tại đơn vị chúng tôi thì ban giám đốc đã tham mưu cho chủ tịch hội đồng quản trị ngay từ lúc mới thành lập bệnh viện cố gắng tuyển chọn những các điều dưỡng có trình độ năng lực và đưa đi đào tạo những cái tuyến chuyên môn cao. Người nào cũng cần phải có chữ tâm, người điều dưỡng lại càng cần hơn khi hàng ngày phải chứng kiến sự đau đớn, âu lo, thậm chí là tuyệt vọng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Phải chứng kiến nhiều cảnh đời éo le, bất hạnh, nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Bởi vậy, họ luôn tâm niệm, đã lựa chọn nghề điều dưỡng là chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi cá nhân, luôn tận tâm, tận lực chăm sóc người bệnh.